do nhà nghèo, thiếu hiểu biết, chính quyền bỏ mặt và hàng chục lý do khác đã khiến cho tình trạng viêm não Nhật Bản ở Việt Nam tăng vọt, làm các bệnh viện lẫn người dân khổ sở. Tin cho biết, tuy mới giai đoạn đầu của mùa viêm não Nhật Bản, thường bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào khoảng tháng 10 hàng năm, nhưng tình trạng bệnh nhi đến cấp cứu, điều trị, nằm thở máy tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn đang ở mức báo động, Mặc dù đã cho 2 đến 3 bé nằm chung một giường, nhưng vẫn còn khá nhiều bệnh nhi nội trú phải gửi từ khoa nhiễm sang khoa cấp cứu để nằm tạm do quá đông. Ông Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết là hiện nay bệnh nhi viêm não Nhật Bản đang điều trị tại khoa nhiễm, có 50% các trẻ mắc bệnh đều đến từ miền Tây, nhiều hơn so với cả khu vực Đông Nam Bộ. So với năm 2016 thì lượng bệnh nhân thở máy tăng nhiều hơn và di chứng để lại cũng nhiều hơn. Còn tại các tỉnh phía Bắc, chỉ tính riêng trong tháng 6 thì lượng bệnh nhi nhập viện do viêm não Nhật Bản tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội đã tăng 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Nguyễn Văn Long, trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương thì tính từ đầu năm 2017 đến nay thì khoa đã tiếp nhận khoảng 176 ca viêm não, trong đó có 24 trường hợp là viêm não Nhật Bản. Riêng trong tháng 6 đã có 21 trẻ nhập viện vì bệnh này.